Điều đầu tiên là cũng phải nói lời cảm ơn đến tất cả các diễn viên đã tham gia vào dự án này. Trước đây thì Hằng cũng với ekip cũng nhắm rất là nhiều diễn viên, nhưng mà lần này muốn mở rộng ra nhiều hơn, đón nhận được nhiều cái tài năng mới, cũng như là mình cũng không muốn bỏ sót một cái tài năng nào cả. Bằng cách hóa thân vào các nhân vật trong bộ phim Quỳnh Hoa Nhất Dạ, chúng ta tri ân các vị, các ngài, những cái người mà có công và những người khởi đầu ra một nền móng của một cái đất nước Việt Nam như bây giờ. Tất cả các bạn rất là đông đến háo hức, bằng hết cái tâm huyết, bằng hết cái năng lượng của mình trình diễn ra cái vai trong cái phân đoạn thử vai đó, làm cho mình ngồi đây mình thấy rất là hạnh phúc. Thì cảm xúc của Nhã đang rất là hồi hộp. Khá là bất ngờ khi mình được chọn vào casting cuối cùng như vậy. Đây là một cái vai diễn rất là nặng đô. Cảm thấy rất là hay và thú vị. Cái sự thử thách rất là lớn. Chắc chắn là mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nói là kiểu nói. Hoàng thượng giá đáo. Thưa anh, nhìn cao lên công trình này giống như bác thì phải có một cái gì đó. Tất cả các ứng cử viên của ngày hôm nay thì không có bị trùng màu. Yes. Mỗi người một màu và mỗi người đều có một cái sắc thái và hình dung cái nhân vật nó khác nhau. Được cái này thì lại thiếu cái khác. Em nghĩ tổng thể thì khá là tốt và tín hiệu rất là vui. Ngủ còn mấy ngày bình tâm trở lại để biết là mình sẽ chọn ai. Này, ồ à, trai xinh cái đẹp quá mà. Choáng, 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 choáng.